Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà Sa Đa Huy đang có mặt ở vườn cây của anh bonsai Nguyễn Bá Vương tại Bình Định. Và trong thước phim trước thì bà Sa Đa Huy cũng đã dành cho quý vị một thước phim ở vườn anh rồi. Và trong cái thước phim này thì còn rất nhiều những cái cây bonsai bà Sa Đa Huy muốn chia sẻ cho quý vị. Và trước khi vào chia sẻ thì quý vị nhìn tổng quát của khu vườn của anh. Khu vườn rất là rộng lớn với hàng trăm những cây bonsai lớn nhỏ. Và cũng như thước phim trước bà Sa Đa Huy giới thiệu thì trong thước phim này, cái hàng cây ngay trước mắt quý vị đó là cái lối vào ở bên trái khu vườn, bà Sa Đa Huy sẽ dành thời gian chia sẻ cho quý vị. Thời tiết rất nắng quý vị nhé. Đây các anh cũng đang ngắm cây đây. Và anh chủ vườn đây quý vị ạ. Đây là anh Vương quý vị nhé. Em chào anh nhé. Và chào tất cả các anh nhé. Chào các anh. Ở đây thì anh ấy rất nhiều cái dòng cây quý vị này. Dưới này, giấy Mỹ này, Hải Châu này, tùng rất nhiều. Cái này chúng ta sẽ đi lần lượt đi quý vị ơi. Cây đầu tiên là cây dưới quý vị nhé. Quý vị sẽ đến một cây dưới có cái đường thân rất ấn tượng. Quý vị thấy cái đường thân có cuốn hút không? Quý vị hình dung cái đường thân và cái chân đế này trông rất giống con bạch tuộc. Cây thì cũng cao khoảng đâu đó khoảng 1m6 1m7, khá ấn tượng quý vị. Đây cũng là một cái tác phẩm dưới đẹp ở trong vườn của anh. Quý vị nhìn thấy cái đường thân cực kỳ độc đáo và mang một cái nét riêng. Đây là những cái kiệt tác của thiên nhiên ban tặng. Một khu vườn sạch sẽ, rất nhiều cây cảnh đẹp. Và tùng kim cương rất nhiều quý vị nhé. Ở đây thì những cây hoa giấy Mỹ, những cây bonsai anh cũng chơi khá nhiều. Quý vị nhìn thấy này. Rất nhiều cây hoa giấy Mỹ đẹp. Ở đây là những cây Hải Châu quý vị ạ. Chúng ta sẽ đến với tác phẩm dưới. Cây cũng tương đối hoàn thiện rồi. Đây là cây dưới dáng siêu. Một cây dưới cũng cao khoảng đâu đó khoảng 1m6 1m7. Cây này thì cái chân bệ thì bà Sa Đa Huy cảm nhận là vẫn còn hơi thấp một chút. Sau này còn lâng cao hơn thì cây còn cao hơn một chút. Một cây dưới dáng siêu. Cây cũng được cấu thành rất nhiều cái thân để tạo thành một cái cây đẹp này. Có cây nhìn bao xa đó mình nhìn thấy hình như là 5 thân. Và một cây dưới tầm trung, cây dưới hình thú. Cây này thì bóng tàn khá ấn tượng quý vị ạ. Cây này thì bà Sa Đa Huy thích trồng một cái khay mỏng hơn. Khay mỏng. Để cái chân bệ này, lưng cao chân bệ này một chút. Một cái dưới khá ấn tượng đấy quý vị ạ.
Đây là mặt sau của tác phẩm chuối này. Cái nắng cái gió của miền Trung khá là khắc nghiệt quý vị ạ. Hôm nay và ngay bây giờ bà xã Đa Huy đang đứng ở một cái thời tiết khoảng 11 giờ trưa, rất là nắng. Cố gắng chia sẻ cho quý vị những cái thước phim được cẩn thận nhất, được nhiều cái tác phẩm đẹp nhất và mang nhiều cái giá trị cho quý vị nhất. Ở đây thì giấy Mỹ khá nhiều. Những cây dưới quý vị nhìn thấy, cái nắng cái gió của miền Trung làm cho thân trắng toát hết quý vị này. Thân trắng như quét vôi. Quý vị yêu thích hải châu, ở đây vườn của anh ấy mà thấy rất nhiều hải châu tầm trung, những cây hải châu vừa tầm chơi rất nhiều. Đây là toàn hải châu thôi quý vị ạ. Và lại một cây dưới nữa, và lại cây dưới hình thú nữa quý vị ạ. Cái này thì cao khoảng đâu đó khoảng tầm 80 phân thôi. Ở đây thì nhiều cây tầm trung. Và cây dưới hai thân. Cây dưới cũng hoàn thiện hết rồi. Hải châu thì nhiều vô kể. Một khu vườn được sắp xếp, được bài trí ngăn nắp. Đây là cây hải châu anh đang nuôi quý vị nhé. Và tiếp theo lại là cây me. Cây me này hoàn thiện hết rồi quý vị ạ. Một cây me dáng siêu. Cao đâu đó rơi vào khoảng độ 1m3 đến 1m4. Và còn rất nhiều cây cảnh nữa. Chúng ta sẽ đi ngắm tiếp. Một cây si đang tạo tác theo cái hình dáng tái hiện cái cổng làng. Một cây si búp đỏ. Hứa hẹn sau này sẽ là một cái tác phẩm cổng làng khá ấn tượng. Và quý vị đến với một cái tác phẩm dưới rất nghệ thuật. Phải nói cái dưới này bông tàn khá điệu. Cây hoàn thiện rồi quý vị ạ. Và tiếp theo quý vị nhé. Tiếp theo lại dưới nữa. Và đây là cái dưới hình thú nữa. Rất nhiều cây cảnh quý vị ạ. Một khu vườn bao la rộng lớn.
đi mỏi chân quý vị ạ. Và sau đây quý vị nhìn thấy một cái tác phẩm cây lục vực. Vườn cây của anh ấy mênh mông ngoài kia quý vị ạ. Và ở vườn thì cũng có những cây si quý vị nhá. Nhưng cái khu vườn này, ngay cái vị trí này thì trong thước phim trước Bossa Đâu cũng đã chia sẻ cho quý vị rồi. Thì xin phép quý vị là thước phim này thì quay lướt lại cho quý vị ngắm cái không gian này. Rất nhiều quý vị, có nhiều quý vị không xem thước phim trước thì quý vị quay lướt để quý vị cảm nhận. Bởi vì thưa quý vị là Bossa Đâu trong cái vườn nào cũng có những thước phim tổng thể. Cũng nhận được cái phản hồi của nhiều quý vị là khi xem những cái thước phim mà Bossa Đâu quay một số những cây tiêu biểu thì mọi người phản hồi là Bossa Đâu không quay tổng thể. Nhưng mọi người không hiểu là Bossa Đâu có quay những thước phim tổng thể, nhưng chắc là do quý vị không biết cái thước phim đó, quý vị không đón nhận được. Nên là giới thiệu với quý vị là vườn nào Bossa Đâu cũng có những cái thước phim quay tổng thể, quay chi tiết sau mới quay từng cây. Để chia sẻ thêm với quý vị để quý vị hiểu như vậy, quý vị nhớ đón xem từng cái thước phim, bởi vì bỏ qua từng cái thước phim thì cũng rất là tiếc. Và từng cái thước phim thì sẽ có rất nhiều những cái giá trị đọng lại trong cái thước phim đó, để cho quý vị được cảm nhận, được chiêm ngưỡng, được học tập. Và hôm nay, ngay bây giờ tại Bình Định, và giữa cái thời tiết rất là nắng, nhưng Bossa Đâu cũng cố gắng để chia sẻ cho quý vị không gian vườn cây của anh Nguyễn Bá Vương. Những cây rất khủng quý vị ạ. Kính thưa quý vị, Bossa Đâu đến đây cũng xin phép được dừng lời đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.